Chào mừng mọi người đến channel của một gia đình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu mọi người mẫu bàn ăn căm xe nha mọi người. Và mọi người có thể thấy là cái màu của nó gần như là căm xe hết. Nhưng thực chất ra cái chất cây của cái bộ này nó sẽ gồm hai loại nha. Một là gỗ căm xe, hai là gỗ gõ. Nhưng mà gia chủ người ta muốn xịt cho cái màu nó tông đồng màu hết. Nó là như vậy luôn nha. Thì đầu tiên mình xin được báo kích thước trước. Chiều bè dài của bàn là 94 và chiều ngang của bàn là 94. Xin lỗi, chiều dài của bàn là 1m94 và chiều ngang của nó là 94. Chiều cao từ dưới đất lên tới mặt bàn này là 76,5. Đó. Đây, cho mọi người xem cái mặt bàn trước này. Thì mọi người có thể thấy là cái thích cây là cây gỗ căm xe thì màu nó sẽ đậm hơn là cái mặt ở trong không ạ? Mặt ở trong nó là mặt gỗ gõ đỏ. Đó, mọi người có thể thấy cái vân cây của gỗ đỏ rất quen thuộc không ạ? Và thiết kế là cái mặt ở ngoài này là thiết kế 35 khuôn tranh nên cái mặt ở ngoài nó sẽ dày là 2,5 nha mọi người. Đó, cho mọi người xem. Mặt này sẽ là dày 2,5. Và mặt ở trong là sẽ chỉ có dày 1/3 thôi nha mọi người. Vậy 1/3 có cứng không? Thì nhiều clip mọi mọc vẫn hay nói với mọi người là 1/3 này xài là vô tư nha. Tại vì do là cái thiết kế, cái hệ đỡ ở dưới nó rất là cứng nên mọi người đi đứng ở trên đây rất là thoải mái. Và mộc đang nặng 70kg nha mọi người. Mọi người nặng 80-100kg vẫn đi lên vẫn thoải mái nhá. Đây mình sẽ cho mọi người xem cái thiết kế và hệ đỡ ở dưới nhá. Đó thì mọi người có thể thấy là ở dưới thì sẽ có rất là nhiều cái cây nó đóng phải không ạ? Nhưng mộc nói với mọi người là cái cây này để rằng là cái rằng mặt này, tránh cho mặt bị xé ra này, không bị cong vênh này. Và cái hai là chịu lực rất là tốt nha mọi người. Và mọi người có thể thấy là cái màu nó đều là màu kem hết nên các cái xương này là xương gỗ căm xe hết nha mọi người. Đấy, mặt ở trên mặt gỗ gõ này mọi người có thấy khác biệt không ạ? Và gỗ căm xe thì nó rất là nặng nha mọi người. Và nó nặng và cứng, cứng hơn cả gỗ gõ luôn nha. Rồi xin mọi người giới thiệu mọi người cái phần ở phía dưới là phần râu này. Râu này râu trụ gỗ căm xe luôn nha. Và mọi người có thể thấy đây có một cái số lỗi này, mọi người thấy không? Tại vì do ấy là bản cây của gỗ căm xe bây giờ nó rất là hiếm rồi nha mọi người. Và nhưng mà những cái lỗi này chẳng ảnh hưởng gì tới nó nha mọi người. Tại vì do là cái chất cây của nó là gỗ căm xe. Cái trụ này mặc dù nó cũng bị có một số lỗi, mặc bên nhà mộc tất nhiên là sẽ xử lý hết cho mọi người. Nhưng mà mọi người xài á là những cái trụ như vậy mọi người xài cả 100 năm nha. Tại vì nó rất là cứng nha mọi người. Rất là cứng, xài cả 100 năm chứ không phải là vừa. Và thiết kế là hai trụ hai bên có cây rằng ở giữa, hai rằng trên rằng dưới luôn nha. Nên xài bộ này cực kỳ cứng nha mọi người. Mộc nói với mọi người. Đây còn đây là cái ghế con. À, chiều ngang của ghế con là 42 và chiều sâu của nó là 41,5. Cao từ dưới đất lên tới tó này là 1m16. Thì cái thiết kế này, mọi người có thể thấy là ở phía trên là sẽ chạm trổ hoa lá tay này, phía dưới là các cái họa tiết điểm thêm này. Và cái dáng ghế của bên nhà mộc mọi người có thể thấy là nó sẽ cong ra nha, hơi ngả ra một xíu. Đó. Hơi ngả ra một xíu nên khi ngồi vô nó rất là thoải mái nha. Đây mình ngồi cho mọi người xem. Ngồi cái dáng nó hơi nhẹ ra một xíu. Và cái chiều cao từ dưới đất này lên tới cái phần mặt, điểm mặt này ấy, là nó sẽ cao là 65 mọi người thấy không? Còn cao đến trần cái phần mặt này thôi ấy, nó sẽ là 45 này. Đó. Do vậy ấy, cái phần mà chênh lệch ấy, nó đủ để cho chúng ta để những cái chân nó thật là thoải mái và phù hợp nha mọi người. Rồi bên cạnh đó thì mọi người có thể thấy là cái phần chân này, chân là chân chạm mắt nai này mọi người thấy không? Nó sẽ hơi cong cho một xíu. Và như mình nói với mọi người là cái này là cây gỗ căm xe nên nó sẽ có những cái vệt như vậy đó. Cái này là gọi là cây, nói chung là cây căm xe nó không còn nhiều mọi người, nhưng mà nó rất là cứng nha. Và các cái ghế nó đều đẹp như nhau như vậy nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy là cái dàn ghế to ấy, rất là đẹp nha. Ý hệt như nhau hết nha mọi người.
Bên cạnh đó là cái nước sơn và xử lý của bên nhà Mộc là sơn chuẩn hàng cao cấp nên nó rất là sạch nha. Và màu thì cố gắng theo đúng yêu cầu của khách nha mọi người. Rồi, nếu mọi người cần tư vấn gì thì mọi người cứ gọi số điện thoại bên dưới cho Mộc nhá. Và đừng quên là bên Mộc giao hàng từ miền Trung cho đến Cà Mau luôn nha mọi người. Rồi, nếu thấy hay thì đăng ký channel của mình nhé. Cảm ơn và chào mọi người.